chào các bạn. Tôi là Mai ở cây cảnh chợ hàng chống com. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành trồng tiếp các loạt sứ 1.000 chậu, cho đến nay là đã được gần 600 chậu, đường kính 80-85. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu thêm với các bạn là chúng tôi thay đất trồng lại sứ, nhưng mà vì sao chúng tôi vẫn chưa cắt tỉa những cái rễ con của cây sứ đi. Nếu các bạn xem kênh mà thấy bổ ích thì các bạn hãy nhấn chuông hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ cho cây cảnh chợ hàng chúng tôi. Thực ra là với những cái cây sứ chúng tôi đang trồng lại đây, nói chung đối với tôi gọi đó là vẫn là nó là dạng cây phôi hay gọi là cây nguyên liệu, tức là chúng tôi chưa chuyển nó sang thành cái dạng cây để thành cây thành phẩm, thành cây đi bán ngay, mà chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành trồng tiếp để cho cây phát triển, để chúng tôi còn tiếp tục cắt sửa tới đây, vì với những cây sứ này của chúng tôi đặt vừa rồi để lâu năm mà chưa có đợt chỉnh trang lại, đâm cành lá nó còn đang dài ngoềnh ngoàng đây. Như các bạn nhìn thấy hai cây tôi trồng siêu nhưng hoàn toàn là cành lá vẫn còn đang đẻ sổng mà chưa cắt sửa. Chính vì vậy vì sao mà tôi không cắt bỏ đi những cái phần, những cái rễ con như thế này và thân cây đây, nó quay gần thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ đấy. Những cái rễ này ở những cái clip hoặc những người trồng sứ thông thường hoặc ngay kể cả trong cây cảnh tràng, chúng tôi có những thợ cũng đã nói với tôi là vì sao anh không cho cắt bỏ những cái rễ này đi đây mà lại để lại nó làm gì. Thế nhưng mà xin giới thiệu với các bạn là hiện tại cho đến giờ phút này là chúng tôi chưa cắt, chứ không phải là không cắt, vì khi trồng lại một cây sứ thì phần lớn của nó, phần hút năng lượng của nó hầu như là tất cả đều trông vào những cái rễ con này để cho cây phát triển. Nhất là cái rễ con nó phát triển từ thân xuống thì nó nuôi cành lá lại càng khỏe, chứ cái phần củ này nó chỉ tích trữ năng lượng là chính, chứ nó không phải là cái phần để hút dinh dưỡng. Nên chúng tôi nếu mà khi mà chúng ta để trồng chơi rồi thì chúng ta sẽ cắt bỏ hết những cái phần rễ con nó đi để lổi phần củ lên để nó chơi những phần rễ to ra, hay là gọi là củ, để cho nó đẹp. Thế nhưng khi chúng ta trồng mà vẫn còn cần có nhu cầu cắt sửa hoặc để chăm tỉa cho cái cây, chăm sửa cho cái cây nó còn phát triển lớn hơn nữa, thì chúng ta sẽ tiến hành để nguyên rễ con và sắp nó lại theo đúng cái trình tự và trồng đúng dáng thế của cây mình yêu thích. Sau đó chúng ta đổ đất lên trồng. Trồng đến khi nào mà cây phát triển đủ với cái nhu cầu của chúng ta rồi thì lúc đó chúng ta bắt đầu tiến hành đưa vào gọi là chắn tỉa và sửa cả rễ để tiến hành cây, dẫn đến cái cây nó có cái bộ rễ nổi lên trơ ra toàn cái củ, ví dụ như này hay là như cây này chẳng hạn. Vậy là chúng ta để chơi. Thế còn những cái phần rễ con này chúng ta có thể cắt bỏ hết đi, lúc đấy chúng ta không còn dùng đến nó nữa vì chúng ta đã nuôi cây đủ lớn rồi. Thế còn với chúng tôi thì những cái cây mà chưa đủ lớn thì với kinh nghiệm của tôi trồng sứ nhiều năm thì tôi vẫn để lại nó để cho những cái cây sứ nó phát triển tiếp, và để chúng tôi có cái điều kiện chén tỉa mà cây nó vẫn phát triển tốt thì sau này bộ răm nó mới dày và đẹp tươi. Thế chúng tôi vẫn tiến hành tiếp tục trồng. Đây là những cái cây mà chúng tôi vẫn sắp lại rễ và trồng lại, nhổ lên từ chính chậu của nó thôi, nhưng mà tới đây là chúng tôi vừa rồi là chúng tôi cơi lên nót chậu xuống dưới và trồng cao lổ lên trên mặt chậu, và sau này chúng tôi sẽ đưa cơi lên tùy theo một cái mức độ, có thể là cơi cao đến đâu là theo tùy từng loại cây mà chúng tôi xét thấy cần thiết để có cái cây nó phát triển tốt, và sau này chúng ta sẽ được một cái cây sứ nó to hơn, hoàn thiện hơn. Thế sau đó rồi chúng ta sẽ tiến hành là lổi lên lần nữa sửa rễ, và lúc đấy sẽ tiến hành là sửa hoàn toàn rễ và cả cành lá để thành một cái cây sứ thành phẩm để có thể đem ra thị trường hoặc có thể cung cấp cho các bạn đem về chơi. Đấy là cái cách trồng sứ của chúng tôi mà chúng tôi có thể xin chia sẻ với lại các bạn làm sứ. Các bạn xem kênh mà thấy chúng tôi có những cái gì đó mà còn chưa hợp lý hay là như thế nào đó, các bạn cũng có thể là chia sẻ cùng chúng tôi, tham gia hoặc là chia sẻ tích cực để chúng ta cùng nhau phát triển, để có được cùng nhau có những kinh nghiệm trồng sứ, để chúng ta đều có những cây sứ thành phẩm có thể nói rằng là hoàn thiện, ngày càng hoàn hảo hơn, có thể là sánh tầm với những cây sứ của nước bạn. Tôi rất nể những cây sứ mà tôi xem ở những kênh của Thái Lan. Đây là những cây sứ có thể nói rằng là người ta làm chăm sóc và xén tỉa từ rễ cho đến thân cành lá, tôi đều thấy là rất là kỹ càng. Tiếp theo đây là những cây sứ mà chúng tôi cũng từ những cái ngoạn ở vườn trước. Cây này thì tôi cũng đã cắt sửa một lần rồi, tuy nhiên rằng là lần thứ hai vừa rồi là không chăm được, đâm nói cành mọc ra nó không được to cành, nhưng mà tới đây chúng tôi sẽ chăm lại thay cho đất mới và ra cái vườn này nó rộng hơn, tôi sẽ chăm sửa lại và cắt cành lại lượt nữa thì cây nó sẽ gọn gàng hơn. Mỗi lần trồng sứ thì chúng tôi thì bao giờ cũng dỡ rễ ra sắp lại
có thể kéo được cái phần rễ nào tự nhiên của nó mà không đúng dáng thế mà chúng ta chưa thể làm gì được thì chúng ta cũng cố gắng lái nó lại để cho nó vào những cái vị trí thích hợp hơn để cái cây sau này nó không bị quá lỗi. Thế còn những cái rễ nào đẹp rồi thì thôi, còn rễ nhỏ chúng tôi cũng thường lôi ra ngoài để sắp ra ngoài diềm, cộng với những cái củ mà gọi là rễ chính, sau này nó sẽ tiến hành nó có thể thành củ như những cái rễ như thế này hay rễ như thế này, mà cái độ dẻo của nó vẫn còn có thể sắp xếp được, nó chỉ to bằng ngón tay cái thôi. Thì chúng ta sẽ cố gắng sắp vào những cái vị trí mà chúng ta sẽ thấy cần thiết, thì sau này nó to ra thì tự nhiên nó đứng ở cái vị trí tốt rồi thì chúng ta không phải vất vả nữa, mà cái cây dáng thế nó sẽ đẹp hơn. Thế còn những cái củ nó quá lớn rồi mà đường kính củ nó đã đứng ở cái vị trí chết chặt rồi không thể làm gì được thì chúng ta chỉ có thể là lựa dáng để cho cái cây nó phù hợp thôi với lại cái dáng của cái củ bộ rễ thôi. Đây là một cái cây sứ cũng khá già, tuy nhiên thân nó không cao nhưng mà bộ dăm của nó cũng đã bắt đầu có. Tới đây chúng tôi trồng lại xén tỉa một lượt nữa là những cây như cây này là có thể nói rằng là được một cây sản phẩm là tương đối tốt. Đây này, cây này cũng vậy, nó rất nhiều rễ con như này. Nếu bình thường là để mà trồng chơi ấy là chúng ta sẽ xén hết những cái rễ này đi, đây những cái rễ con này đi, đây những cái rễ này nữa là nó mọc từ rễ chính ra là chúng ta xén đi hết, bỏ hết để nó chơi những cái rễ củ này ra, nó lổi ra ngoài nó sẽ đẹp hơn. Thế nhưng với tôi, kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi thì đây những rễ này nữa người ta có thể xén đi ngay, nhưng tôi thì tôi lại không xén mà tôi sắp nó vào đây. Mục đích là để cho nó cái phần củ này nó sẽ được cái rễ này nó lui tiếp và lui lên thân và lui cả củ luôn để cho cái cây nó phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Đến một mức nào đấy mà tôi sẽ thấy là cây nó đủ tiêu chuẩn rồi thì chúng ta lúc đấy mà không cần nó lớn nữa mà chúng ta chỉ để cho cái cây thành một cái cây bonsai theo dáng thế chúng ta yêu thích thôi, thì lúc đấy chúng ta mới tiến hành cắt bỏ rễ con đi. Tôi cứ trồng cố định vào đây một loạt thế này, sau đó rồi có bác thợ đằng sau sẽ đi tiến hành đổ đất thêm vào. Cây này thực cây này thực ra là nếu nó gãy ở cái mức này rồi thì ta vẫn có thể nuôi. Thực ra cây này không gọi là bạt phong được mà phải gọi là bạt phong hồi đầu, vì cây đổ sang bên đây và cành quay trở lại theo ngược lại theo chiều gió, cuốn lại ngược lại chiều gió thì gọi là bạt phong hồi đầu chứ không gọi là bạt phong. Bạt phong là thân đổ sang bên đây, cành lá cũng đổ sang mé bên này luôn thì mới gọi là bạt phong. Bạt phong hoàn toàn đấy mới là bạt phong. Còn đây là thân bạt phong nhưng cành quay ngược trở lại thì gọi là bạt phong hồi đầu, tức là thân đổ nhưng cành lại quay ngược chiều lại với chiều gió, tức là cây đã đổ rồi nhưng cành lá vẫn quay ngược lại vươn lên mạnh mẽ thì người ta gọi là bạt phong hồi đầu. Thế còn cái bạt phong hoàn toàn tức là cây nghiêng về một chiều và cành lá cũng nghiêng theo chiều đấy, gần như có thể nói người ta gọi là cuốn theo chiều gió, hay gọi cuốn theo chiều gió cũng được, hay gọi là bạt phong cũng được, đấy mới là cây bạt phong thực sự. Còn đây những cây này đều là ở dáng thế như cây này thì có thể ngả như này, sau này tôi có thể sửa nó thành dạng dáng huyền được. Đây tôi đã trồng ngả hoàn toàn đấy, như cây này là sau này thành dáng huyền, còn cây kia thì mới có thể là dạng bạt phong hồi đầu. Còn đây cây này nữa cũng là một cây bạt phong hồi đầu nữa đấy. Thế còn có những cây thì tôi sẽ đưa nó về dáng trực. Đây ví dụ như cây này là tôi đưa về dáng trực, nhưng mà sau này nếu mà những cái cành con ở phần dưới rễ này, hiện tại thì tôi vẫn để để mục đích là nó nuôi thân và nuôi rễ nó to phát triển hơn. Đến một mức tôi cũng có thể cắt bỏ sát tận đây, tôi bỏ hết những cái phần thân nhỏ này đi để sau này cây nó không bị rối ở dưới gốc.
Thế còn nếu mà trường hợp mà có những người người ta không cắt, người ta để toàn bộ những cây nhỏ ở dưới nó lên thành một chùm, thì sau này cây nó không tính một thân nữa mà nó thành đa thân, tức là nhiều thân. Còn nếu mà chúng ta muốn chơi một thân chính thì chúng ta cắt bỏ những cái cành này đi về sau. Đây, kể cả cây này cũng thế. Đây, cây này tôi cũng đang để ở với dáng trực đây. Những cành này là bây giờ thì tôi chưa cắt đâu, tôi vẫn để cho nó nuôi thân. Đến một mức rồi chúng ta chỉ cần cắt ở đây một cái thôi là bỏ cái cành này ra, một là đem dâm trồng, hai là bỏ đi. Đấy thì là ta sẽ được mỗi cây được mỗi cái thân hoàn toàn là thẳng theo đúng cái tư thế mà ta yêu thích. Đấy. Thế đây cây này cũng thế, cái này tôi vừa mới đang định trồng lại đây. Cây này có bộ rễ rất là đẹp. Đấy thì nó xứ thỉnh thoảng khi nó lên tốt ấy, nó hay mọc thêm những cái cành ở dưới gốc này. Chúng ta cũng có thể xén đi, còn nếu không xén thì sau này chúng ta để nó có thể lên thành dạng chùm. Đây tôi đang tìm đây một cây như cây này đây. Đây là một cây tiêu biểu mà chúng ta không xén đi. Sau khi nó mọc lên, đây, thân chính của nó chỉ có bằng đây thôi. Nhưng nó mọc lên nhiều cành thì nó tạo thành cái hệ thống thân chùm, tức là ta chơi đa thân chứ không còn chơi một thân nữa. Đấy. Và đây nữa, vì rất nhiều cây đâm là chúng tôi để nhiều dáng khác nhau. Đây một cây này nữa, cũng là cành ở dưới gốc. Sau này chúng tôi có thể sẽ để nguyên, giữ lại 2 hoặc 3 cành trong số này để cho nó không bị. Đây ví dụ cành này nó xấu thì chúng ta có thể cắt bỏ đi. Đấy, nhưng cái này là ta vẫn giữ được những cành này và sửa sum lại thì thành một cái cây đa thân chứ không phải là một cây đơn thân như những cây này nữa. Đấy. Xin giới thiệu với các bạn là như vậy. Vườn xứ của chúng tôi thì rất là nhiều. Đấy, nếu mà các bạn có điều kiện thì có thể ghé thăm. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.